Sốc, chú Bảy tiểu lên bị bệnh viện trả về. Mới đây nhất, đoạn chia sẻ của Bầm Bầm làm ai nấy vô cùng xúc động. Bầm Bầm xót xa khi ba tiểu lên bệnh càng ngày càng nặng, thân thể yếu ớt kỳ nhôm. Cô vô cùng xúc động khi lâu rồi mới gặp lại ba mình. Bầm Bầm chia sẻ, trước khi chưa xảy ra chuyện, ba là người rất yêu thương cô và luôn tôn trọng mọi quyết định của cô. Đến khi mọi chuyện xảy ra, ba lại rất khác, nói chuyện không còn là ba nữa. Như ai đó tác động bắt ba phải nói như vậy, dù có như thế nào cũng không nhận đứa con gái này, thì con vẫn sẽ là con của ba. Hiện ba Bầm Bầm bệnh rất nặng, ăn uống không vô, gầy yếu nên Bầm Bầm mong mọi người thương em thì hãy thương luôn ba em. Ba già rồi, bệnh nặng nên không chịu được nhiều đả kích. Giữa lúc dư luận đang xôn xao về chuyện tranh giành tài sản giữa các thành viên trong gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tối ngày 26 tháng 7, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh là Hồng Loan cùng hai người em, con chú Tư là Thành Mỹ và con của chú Bảy là Bầm Bầm đã lên sóng livestream tiết lộ nhiều sự thật trong gia đình. Cả hai người em họ của con gái cố nghệ sĩ đã kể về những điều mắt thấy tai nghe chính bản thân đã trải qua để quyết định đứng về phía Hồng Loan. Thành Mỹ cho biết, em sống với cô Sáu hơn 20 năm, sao không thương? Nhưng cái nào đúng thì phải nói đúng, sai thì phải nói sai. Lúc đầu em nghe Hồng Loan hay Bầm Bầm nói những điều không hợp lý từ hành động của cô Sáu và Phượng, em chỉ im lặng, chỉ nghe vậy thôi, không ý kiến, thậm chí còn không tin. Thế nhưng theo thời gian, khi tận mắt chứng kiến mọi chuyện mới hiểu kinh khủng đến mức nào. Từ lúc em theo Loan tới giờ, có vật chất hay tiền bạc gì đâu. Nếu muốn lấy tiền từ YouTube, em sẽ lập kênh kiếm tiền từ những câu chuyện của gia đình. Nếu nói về người có quyền giành thì chưa tới lượt bên kia và Bầm Bầm mà là em, nhưng em chưa từng nghĩ tới vấn đề đồng sở hữu. Còn về Loan, mai là nó đã sang tên hết tài sản mà câu chuyện còn đi xa cỡ đó. Nếu không làm thì câu chuyện đi xa đến cỡ nào nữa. Một người em khác của Hồng Loan là Bồng Bông cũng nói về câu chuyện của nghệ sĩ Vũ Linh muốn đem tài sản giao cho con gái Hồng Loan. Có một ngày vợ chồng em lên thăm bác Năm, lúc đó bác ngủ dậy tắm xong tỉnh táo chứ không nhậu. Em chào bác thì bác hỏi, nào hai đứa cho bác bồng cháo. Em mới nói là có Ruby con chị Phượng, rồi có con chị Loan của mấy đứa. Thôi con từ từ. Bác mới hỏi ngược lại, ủa con Phượng họ gì, con họ gì? Con của Phượng là khác, con của Hồng Loan là khác. Lúc đó em chỉ biết nghe, rồi tự dưng bác đề cập đến chuyện tài sản. Bác giờ cũng gần đất xa trời, không còn sống bao lâu nữa. Khi bác mất, tài sản này cho ai? Không cho chị Loan chứ cho ai? Trong giấy tờ bác có mình con Loan là con, không để cho nó thì để cho ai? Sau này bác đi, chị Loan sẽ thay bác lo cho con ráng ở bên cạnh chị Loan, đừng bỏ nó.